Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Tân đây. Thì hôm nay Tân muốn giới thiệu với mọi người về các phương tiện mà Tân đang sử dụng để đi lại hàng ngày các bạn. Và bây giờ mình mời các bạn cùng nhau theo dõi clip nha các bạn. Đây là người bạn đồng hành mà mình muốn giới thiệu với các bạn đây. Đây là một chiếc Felix thường mà mình đã độ lên pin rồi. Pin của mình dùng là 95Ah và khiển thì là ABT80. Thì mình cũng dùng được khoảng độ 5 tháng rồi các bạn. Và để mình cho các bạn xem cái odo của mình đi được nha các bạn. Đây odo đã là 17.443 cây số rồi các bạn. Thì với cái số odo như vậy á, mình nghĩ nó cũng phần nào chứng minh được cái sự bền bỉ cũng như là cái tính ổn định của chiếc xe này rồi, phải không các bạn? Mình cũng xin chia sẻ với các bạn là chiếc xe này khi mình mua từ GroLab á các bạn, là mình để cho GroLab nâng cấp nó xong hết luôn, sau đó mình mới lấy về để mình dùng. Và sau một thời gian sử dụng, mình có gắn thêm một số phụ kiện như là cái sạc USB này là các bạn. Thì cái sạc này nó là quyết chạc luôn á các bạn. Ngoài ra mình còn gắn thêm một cái đồng hồ đo volt nữa các bạn, để giúp mình dễ dàng hơn trong việc kiểm tra xem pin mình còn lại bao nhiêu. Bây giờ mình sẽ thử chế độ cruise control cho các bạn xem nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cruise control, mình ấn vào nút giữ ga. Đây các bạn, xem bây giờ ga đã giữ được ở mức 68 cây số một giờ. Và bánh xe vẫn quay nha các bạn. Ngoài cái cruise control á, thì mình cũng còn một cái chức năng khác, đó là số lùi á các bạn. Cái chức năng thì nó rất là tiện lợi khi mà mình vào đường hẹp mà không quay đầu được á các bạn. Thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn á, là cách đây khoảng độ 5 tháng trước á, mình sử dụng một chiếc BQX. Và vào thời điểm đó mình cũng có chạy sơm công nghệ nữa các bạn ơi. Thì qua cái thời gian chạy á, mình cảm thấy á, là cái chiếc xe xăng của mình á, nó xuống máy nhanh quá. Tại vì cái cường độ mình chạy nó hơi nhiều á các bạn. Và ngoài ra nữa, cái chi phí xăng cộ để mà mình bỏ ra mình chạy á, mình cảm thấy nó không có lời. Thành ra mình mới quyết định là tìm kiếm một cái giải pháp nào đó để thay thế cho chiếc xe xăng của mình. Thì qua một cái thời gian tìm hiểu á, thì mình phát hiện ra cái kênh xe điện của anh Hưng xe điện. Thì mình thấy chiếc xe của ảnh giới thiệu á, nó đã quá các bạn. Trời ơi, mình chưa bao giờ mà tưởng tượng á, được một cái chiếc xe điện nào mà nó có thể di chuyển một quãng đường xa như vậy mà nó thể chạy giống như một chiếc xe xăng hoàn toàn. Mình không có kiểu như là không có tin hoàn toàn, mình nửa tin nửa ngờ. Sau đó mình tìm kiếm thông tin và mình bắt đầu đi lên thẳng đến GroLab luôn và mình thử xe. Sau khi mình thử xe thì mình bị thuyết phục hoàn toàn các bạn, và mình quyết định xuống tiền để mua một chiếc Felix thường và bắt đầu mình độ lên gói combo thời điểm đó của GroLab là pin 95Ah và con khiển ABT80. Và sau khi mình mua chiếc xe này về mình sử dụng á, thì rõ ràng rất là hiệu quả về mặt kinh tế. Tại vì á, các bạn có biết không, một lần sạc á, nó giúp mình đi được khoảng đường từ 200 cho tới 250 cây số, mà tiền điện mình bỏ ra á, nó chỉ khoảng độ đó, khoảng độ 21.000 cho tới 25.000 thôi các bạn. Nó rất là rẻ luôn, thật sự luôn. Và ngoài ra á, trong lúc mình sử dụng á, chiếc xe Felix này là nó không hề có nhông sinh dĩa, cho nên cái việc mà hao mòn nhông sinh dĩa là không có, và nhậu nhờn cũng không có, cho nên mình càng ngày mình càng thích cái xe điện này. Và mình cũng muốn chia sẻ với các bạn á, thực sự chiếc xe điện đầu tiên của mình sử dụng á, nó cũng là một cái duyên mà mang mình đến với cái nghề xe điện, mang mình đến với GroLab á các bạn. Để mình kể cho các bạn nghe nha. Thì lúc đầu á, khi mình mua xe về mình sử dụng được đâu đó khoảng một tháng ngoài á, thì tự nhiên mình phát hiện rằng cái điện thoại của mình không thể nào kết nối vào cái BMS quản lý pin được hết. Mà mình cũng hơi lo lắng, tại vì các bạn dùng xe điện các bạn cũng biết mà, khi mà BMS mình không kết nối được vào đó, thì cái mình lo lắng là nó sẽ bị chết mạch BMS hay sao đó. Thì việc mà mạch BMS chết đó, nó ảnh hưởng đến xe rất là nhiều. Và mình có liên hệ với GroLab á các bạn, thì thời điểm đó GroLab cũng rất là nhiệt tình hỗ trợ mình và xét cho mình một cuộc hẹn để mình mang xe đến GroLab kiểm tra lại xem nó như thế nào. Và các bạn có biết không, thực sự á, lúc đó mình cũng rất là bất ngờ luôn, là khi mà mình đến GroLab á, để mà kiểm tra cái mạch BMS của pin của mình á, thì các bạn ở GroLab á, để mà tiết kiệm thời gian
cho mình á, các bạn đã làm hẳn một win-win mới luôn á các bạn, win-win mới thật sự luôn, và gắn vào xe của mình và mình đi về ngay trong ngày. Mình đến Grab từ 11 giờ trưa và các bạn ở Grab á là hoàn tất cái thay việc thay pin cho mình ở khoảng lúc khoảng độ 2 giờ mấy chiều và mình bắt đầu mình đi về Cần Thơ lại. Thì sau cái sự cố BMS của mình á, thì mình có một cái ấn tượng rất là tốt về Grab các bạn. Tại vì thực sự rất ít chỗ nào mà họ sẵn sàng thay đổi cái một cái sản phẩm mới hoàn toàn cho khách của họ. Họ thường á, họ chỉ là khi mình để đó, sau đó họ tìm cách họ khắc phục, họ sửa chữa thôi. Và bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe vì sao mình nói chiếc xe điện mình đang dùng á, nó là một cái duyên mà để kết nối mình với Grab và cũng như là để làm cho mình chuyển hướng thành một kỹ thuật viên sửa chữa xe điện. Vì cái xuất phát điểm của mình á, là mình xin chia sẻ với các bạn là nó hoàn toàn không có liên quan gì đến kỹ thuật cơ khí hết trơn đó các bạn, những cái đó mình hoàn toàn không biết gì đâu. Mình á thì sau khi mà cái BMS của mình được khắc phục rồi, mình sử dụng xe một cách ổn định, không có vấn đề gì hết. Và mình càng ngày á, mình càng yêu thích chiếc xe của mình hơn, mình càng yêu thích xe điện hơn, thật luôn. Và mình cũng suy nghĩ rằng á, nếu sau này mình có đổi xe đi chẳng nữa, mình cũng chỉ đổi xe một chiếc xe điện mới thôi các bạn, chứ mình không trở về sử dụng xe xăng nữa đâu, không sử dụng xe động cơ đốt trong nữa đâu các bạn. Thì sau một thời gian á, các bạn, mình có thấy được một cái thông tin ở trên Facebook của Grab là ở Grab đang nhận học viên để mà dạy kỹ thuật sửa chữa xe điện, đặc biệt á là không thu phí học viên, và ngoài ra học viên học việc á còn được lương học việc nữa. Trời ơi, nó thật luôn á, nó giống như là nắng hạn mà gặp mưa rào vậy đó các bạn. Tại sao? Tại vì mình đang muốn học về xe điện mà đang muốn tìm hiểu thêm về xe điện mà tự nhiên có được cái thông tin này, thì mình liền liên hệ với anh Hân. Và cũng may á, thời gian đó là cũng được anh Hân cho mình một cái suất để vào học. Đó là tất cả cái lý do mà tại sao mình trở thành kỹ thuật viên sửa chữa xe điện và mình làm việc ở Grab. Tại sao mình nói chiếc xe của mình đó, nó là một cái duyên để mình mang mình đến với cái nghề này. Ok, và có thể là mình ngưng clip ở đây và chào tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái clip sau. Mong rằng mọi người sẽ like và share cũng như ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Ok, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp mọi người nha.